Trước trận đấu quan trọng giữa Chelsea và Brentford, Chelsea đã tỏa sáng mạnh mẽ trong trận đấu với Arsenal, đội bóng đang dẫn đầu Premier League và hiện là một trong hai đội duy nhất chưa thua mùa này. Mặc dù không thắng, Chelsea đã thể hiện sự mạnh mẽ và tự tin đáng kể. Họ thậm chí đã dẫn 2-0 sau hiệp 1 và có cơ hội khiến đối thủ phải chấp nhận thất bại đầu tiên nếu không bị lơ là vào cuối trận. Điều này thể hiện sự tiến bộ của Chelsea, đặc biệt sau một khởi đầu mùa gây thất vọng. Trước đó, họ đã thắng tất cả các đối thủ yếu như Luton và Burnley, nhưng trận đấu với Arsenal là thách thức đích thực và Chelsea đã đứng vững. Đây cũng là trận đấu thứ hai của Chelsea trước các đội bóng lớn mùa này mà họ không thua, và điều này là một dấu hiệu tích cực cho câu lạc bộ. Chelsea hiện có chuỗi bất bại kéo dài 4 trận, trong đó có 3 chiến thắng. Những chiến thắng này đã giúp họ cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng và tạo đà tích cực. Tuy nhiên, Brentford cũng không phải đối thủ dễ dàng. Họ đã trải qua giai đoạn khó khăn với 4 trận thua và 2 trận hòa trong 7 trận gần đây. Chelsea sẽ cố gắng giành 3 điểm để tiếp tục cuộc hồi sinh của họ trong mùa này. Trận đấu giữa Chelsea và Brentford hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và cạnh tranh giữa hai đội bóng xuất sắc.